kiếp nạn tới. Đang đi tu mà gặp ngay hai đứa bạn thân tới cúng dường bằng trà sữa size lớn full topping. Hết nước chấm luôn. Đó, đó, ai ghẹo gì bạn? Ok, em trà sữa. Đây nào không có topping. Ôi, ly nào cũng có topping đó, ngon ơi. Uống xin xong bà Ken lâu. Trà sữa, xin cúng dường cho sư ly trà sữa. Có cái ly, có